Diện khoa học thủy lợi miền Nam dự báo dòng chảy thượng lưu về đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024 ở mức thấp, kéo theo xâm nhập mặn có khả năng xảy ra gây gắt nghiêm trọng và kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Cụ thể, chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất với ranh 4 phần ngàn trong tháng 3 tại các cửa sông Cửu Long, phạm vi ảnh hưởng từ 45 đến 55 km, sông Hàm Luông từ 62 đến 65 km, sông Cổ Chiên, sông Hậu từ 55 đến 60 km. Để chủ động ứng phó, hiện tại các địa phương đã thực hiện tốt việc đóng các cửa cống khi mặn xâm nhập vượt mức cho phép. Đặc biệt là Cục Thủy lợi cũng đã ban hành sổ tay hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước phân tán, tưới hiệu quả cho cây ăn trái dùng đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 để hướng dẫn các giải pháp trữ nước cho cây ăn trái. Các địa phương cũng đã chủ động triển khai xây dựng, và tích trữ nước trong các ao hồ phân tán quy mô hộ nhóm hộ gia đình để đảm bảo nguồn nước cho cây ăn trái